Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với chương trình nhịp đập thị trường của Team Tech Profit và Linh Phan. Hôm nay là cái phiên cuối cùng trước cái kỳ nghỉ lễ và chúng ta thấy là một cái tâm lý tương đối là dè dặt cũng như là tâm lý chợ chiều của thị trường đúng không ạ? Chúng ta thấy thanh khoản khá là thấp. Vậy thì quan trọng là sau lễ thì xu hướng thị trường như thế nào? Chúng ta sẽ cùng trao đổi trong ít phút dưới đây nhé. Rồi quay trở lại VN Index của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là nó hôm nay cũng vẫn tiếp tục là một cái phiên thanh khoản thấp kèm một cái nến gần gần giống một nến doji thân nhỏ và có một chút mọc tóc ở phía trên. Cái quan trọng là cái xu hướng nó chưa thực sự là nó rõ ràng. Chúng ta thấy rằng đầu phiên chiều thì cũng có một cái lực mua tương đối là chủ động. Tuy nhiên thì đến cuối phiên, đặc biệt là gần ATC thì có một cái lực bán nhất định đối với dòng cổ phiếu, một số cổ phiếu bất động sản cũng như là dòng cổ phiếu về dầu khí. Quan sát về xu hướng thì có lẽ rằng chúng ta sẽ cần quan sát thêm những cái phiên tiếp theo để chúng ta ra quyết định, bởi vì đây là một vùng 1280 là một vùng tương đối là nhạy cảm. Tâm lý thị trường hôm nay chúng ta thấy rằng là nó đang ở cái vùng khoảng 71, tức là nó cũng không phải là quá là cái vùng nguy hiểm. Tuy nhiên vùng này cũng đang là cái vùng tiệm cận cái vùng vùng cận trên, cho nên là chúng ta cũng hạn chế, quan điểm của mình thì mình cũng hạn chế là mình mua gia tăng tỷ trọng ở giai đoạn này. Chúng ta cần quan sát thêm. Cái thứ hai nữa là về một số những cái nhóm về cái độ rộng thị trường. Nếu mà chúng ta quan sát thêm về độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy rằng là hôm nay thì đa phần là nó thể hiện một cái sự cân bằng, 52% là mã xanh và đâu đấy khoảng 31% là mã giảm, mặc dù là đầu phiên đâu đấy nó chỉ có 20% là mã xanh và 50% là mã giảm. Nó cũng khá là tương đối là nó thể hiện cái sự giằng co và nó chưa có một cái phe nào nó thực sự là chiếm ưu thế trong giai đoạn này. Nếu mà chúng ta nhìn vào nhóm rất thấp thị trường thì hôm nay Vinhome tiếp tục là một cái cổ phiếu nó giữ trụ, trong khi Vietcom hôm qua là Vietcom hay là GVR hôm qua là anh hùng thì hôm nay trở thành tội đồ trong cái việc mà kéo index giảm điểm trở lại. Và hôm nay chúng ta thấy là nó vẫn đóng loanh quanh 280 thôi. Cái quan trọng là chúng ta thấy là một số những cái nhóm ngành thì ví dụ như là chứng khoán, bất động sản, đầu tư công thì nó vẫn chưa thực sự là nó quay trở lại. Đây, nếu mà chúng ta quan sát một số nhóm ngành ví dụ như là dầu khí này, những cái nhóm quan trọng dẫn dắt trong giai đoạn trước, dầu khí là mãi về sau đúng không ạ? Chứng khoán này, ngành dưới index thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm đầu tư công này, kim loại, bất động sản, khu công nghiệp đúng không ạ? Và thôi, chúng ta sẽ nốt ngân hàng và bất động sản thương mại nữa. Thì đây một số nhóm ngành, thì đầu tiên là dầu khí, thì sau những cái nhịp mà nó tăng trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta thấy nó hôm nay nó có sự suy yếu, đặc biệt là cuối phiên. Chứng khoán thì hôm nay cũng có dấu hiệu là quay trở lại tích cực hơn một chút xíu nhưng mà cũng chưa thực sự là khỏe khoắn lắm. Bất động sản thương mại thì cái xu hướng nó cứ trôi dần và nó giảm, và bây giờ thì nó cũng đang đâu đấy là nó chui xuống dưới VN Index rồi, yếu hơn VN Index rồi. Bất động sản khu công nghiệp thì vẫn đang ở phía dưới của VN Index, còn thiết kế và xây dựng nó đại diện cho đầu tư công thì vẫn đang khá là yếu. Như vậy thì tóm lại là chúng ta nhìn một loạt những cái nhóm ngành thì chưa có nhóm ngành nào nó khỏe một cách nổi bật trong giai đoạn này, và đặc biệt những cái nhóm ngành mà dẫn dắt thị trường trong giai đoạn trước thì nó vẫn chưa quay trở lại. Vậy thì chúng ta sẽ cũng hãy cứ từ từ để chúng ta ra quyết định thay vì chúng ta quá vội vàng trong giai đoạn này, đặc biệt là khi index nó vẫn là có những cái phiên doji và volume thấp, kèm theo là nó một cạnh trên checking range. Tâm lý thị trường ở vùng 71 thì nó cũng tiệm cận cái vùng khoảng tầm 95 đến 100 đó, và các nhóm ngành lead thì nó cũng chưa có nhóm ngành nào quay trở lại, trong khi là có hiện tượng là xoay trụ ví dụ như VIX, Vinhome, Vietcombank, GVR hôm qua đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là có hiện tượng là xoay trụ và bán mid thì Linh nghĩ rằng là giai đoạn này chúng ta cũng không có gì, chúng ta phải quá vội vàng chúng ta đã quyết định. Chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút xíu về một số những cái nhóm cổ phiếu, ví dụ như SSI là đại diện cho cái nhóm cổ phiếu chứng khoán. Chúng ta thấy là vol thấp nhưng mà tuy nhiên thì cái nến nó bắt đầu nó đóng trôi dần xuống phía dưới đó, xu hướng thì nó suy yếu dần. HCM cũng tương tự, cũng trôi dần xuống, vol thấp trôi dần xuống. VND đó, VND thì cũng đóng nến phía dưới cái đi ngang rồi. Tiếp theo thì chúng ta có dòng thép đi, đúng không? Dòng thép chúng ta thấy rằng là có Hòa Phát thì cuối cùng thì cũng đã thể hiện là ba cái nến doji vol thấp ở đây rồi, thì Linh thấy rằng là nó vẫn đang chưa thực sự là một cái cổ phiếu nó khỏe trong giai đoạn này. Có Hoa Sen thì khỏe hơn, đúng không? Hoa Sen thì chúng ta thấy rằng vẫn giữ được cái nền này.
vẫn giữ được cái nền này, tất nhiên là cũng chưa khỏe lắm nhưng mà có ít ra là giữ được nền này, còn thay vì Hoàng Phát xuống bên dưới. Nam Kim thì cũng giữ được nền, tuy nhiên thì xu hướng thì cũng không thể gọi là khỏe được. Hôm nay thì dòng bất động sản chúng ta sẽ chú ý sell, đúng không? Sell thì cũng lịn dần, vốn cạn à, vốn vốn thấp nhưng lịn dần. DIG cũng vậy, cũng cứ trôi trôi dần xuống và đóng lên phía dưới cái cản ngang này. Chúng ta sẽ quan sát thêm nhóm xây dựng, ví dụ CTD. CD thì hôm nay thì tương đối là tích cực, chúng ta thấy là sau khi mà test cái cản chéo này hôm nay giật lên kèm vol thì khá ổn. HBC, HBC thì yếu hơn, HBC thì yếu hơn CTD. Nó thực sự là HBC mà nếu mà để nó khỏe được ấy, thì nó sẽ phải vượt vùng đâu đấy khoảng độ 21. Còn nếu như mà nó thủng cái vùng 19 này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ phải cẩn trọng. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ngó qua một chút về đầu tư công. Đầu tư công thì chúng ta sẽ có FCN, đúng không ạ? FCN xu hướng nó cứ lịn dần như thế này. Nikuji cũng tương tự như vậy, nó cũng không thể hiện được cái sức mạnh của mình. C4G là cái dòng cổ phiếu tương đối là khỏe trong cái dòng này, vẫn giữ được cái nền. Còn Nikuji, FCN chúng ta thấy là cũng chui xuống bên dưới rồi. Tiếp theo nữa là có thể là HHV, HHV nghĩ ra vẫn giữ được nền. Tuy nhiên xu hướng thì nó cũng không quá tích cực, bao giờ nó phải giật lên như thế này kèm vol thì mình mới thấy uy tín. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cùng đánh giá nhanh qua bất động sản khu công nghiệp. Chúng ta sẽ có GVR. GVR thì khá là ổn, nhìn khá là đẹp, bởi vì là chúng ta thấy là những cái nến break của nó là break kèm vol và những cái phiên mà test ngược lại chúng ta thấy là test vol rất là thấp. Thì đối với GVR thì hoàn toàn có thể cân nhắc là chúng ta có thể mua được nếu như nó test trở lại cái vùng đâu đấy khoảng 25.5 kèm vol thấp thì mình nghĩ là hoàn toàn anh chị em có thể cân nhắc mua được. IDC hôm nay cũng có một cái nến rút chân tương đối là tích cực kèm vol đó. Thì quan trọng là chúng ta sẽ quan sát thêm xem là nó có giật kéo ngược được lên trên cái cản chéo này không, quay trở lại cái cản chéo này không, thì Linh nghĩ rằng cũng sẽ là khá là tiềm năng. KBC thì sau một loạt những cái phiên giảm thì cũng rơi về cái vùng hỗ trợ khá là cứng ở vùng này, thì nó có một phiên nến búa kéo rút chân lên thì khá là ổn, và nếu nó đậu được trên cái vùng đâu đấy khoảng 34 thì mình nghĩ là cũng có thể cân nhắc quan sát nếu mà dành cho cái chất đinh. KBC, GVR, IDC, SSC. SSC thì vẫn đang swing ở trong cái vùng này, cũng không khỏe lắm. PHR, đúng không? PHR cũng là một cổ phiếu mà cũng được rất nhiều anh chị em quan tâm, nhưng mà thực sự là PHR mà khỏe thì tốt nhất chúng ta đợi nó vượt 71 kèm vol thì chúng ta sẽ vào nó chắc chắn hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về nhóm ngân hàng đi. Ngân hàng thì BID hôm nay cũng khá là tích cực khi mà nó cũng đã có những phiên test cái trend line cũng như là cạnh trên của trading range và bây giờ thì nó giật lên rồi. Mình nghĩ là BID cũng là một cổ phiếu khá hay để chúng ta cân nhắc. Vietcom thì sau phiên hôm qua tăng rất là húng thì hôm nay cũng đã test lại theo đúng cái bản chất của nó thôi. Mình nghĩ rằng là hôm nay thì nó test về đây thì nếu mà nó không thủng, nó giữ được cái vùng này, đậu trên được cái vùng khoảng trên 84 thì khá ổn. Công thương thì vẫn đang loanh quanh ở vùng neckline này, đúng không? Loanh quanh ở vùng neckline, nếu mà không thủng mà giật lên kèm vol thì mình nghĩ là có thể là mua được. Đó, thì đấy là mình điểm nhanh qua một số những cái cổ phiếu dẫn dắt và một số nhóm ngành dẫn dắt, thì hy vọng là anh chị em cũng đã nắm được cái bức tranh tổng quan đại loại đó. Mình chưa thấy được một cái minh chủ nào đâu, nhưng mà chúng ta sẽ cùng quan sát xem. Còn một cái nhóm ngành nữa là cái nhóm ngành rất được khá là nhiều anh chị em quan tâm, đấy là nhóm thủy sản và phân bón, thì mình sẽ điểm nốt. Nhóm thủy sản thì hôm nay có Vĩnh Hoàn cũng khá là ổn, thì hôm nay đối với Vĩnh Hoàn thì anh chị em có thể coi đấy là một điểm mua đối với Vĩnh Hoàn. Tuy nhiên thì Vĩnh Hoàn chúng ta vẫn phải xác định là đây là nó sẽ có khá là nhiều cái cản ngay phía trên, và một cái cản của nó đâu đấy loanh quanh vùng 100 này thì anh chị em ta có thể cân nhắc. Xu hướng khá là ổn, và nếu như cái vùng stop loss của nó sẽ là cái vùng thủng cái trend line này, thủng đâu đấy thủng 87 thì mình nghĩ rằng sẽ cơ phải stop loss, còn target có thể là 100. Ngoài ra có ANV hôm nay cũng tăng rất là tốt. Hôm nay cũng có thể coi là một cái điểm mua, một cái nến confirm cả vol cả giá, đúng không ạ? Thì cân nhắc cái vùng đỉnh cũ của nó sẽ là target khoảng 60, còn stop loss nó sẽ là ngay cái đáy dưới này khoảng 51. Tiếp theo nữa là chúng ta có Đạm Phú Mỹ, đúng không ạ? Đạm Phú Mỹ là sau những phiên mà tăng giật khá là mạnh thì hôm nay hai phiên hôm nay có phiên điều chỉnh, thì Linh nghĩ rằng là với cái vùng mua này nó đang khá là lửng lơ thì tốt nhất anh chị em đợi đánh quanh nó test về cái cạnh chéo của cái cản chéo này thì nó sẽ hay hơn. Tiếp theo nữa Đạm Cà Mau, đúng không ạ?
Cà Mau đấy, mua test về những vùng này mình nghĩ sẽ uy tín hơn để mua, nếu anh chị em nào thực sự là thích mua. Nếu còn mua vùng này thì đừng lơ, mua đây thì lên đến đây cũng chẳng được bao nhiêu mà giật thì khi nó giật ở đây nó là 50-50, thì mình nghĩ là điểm mua này không tối ưu và đợi về hỗ trợ cứng mua nó sẽ tốt hơn đó. Và VN Index của chúng ta thì Linh vẫn kỳ vọng rằng câu chuyện là chúng ta sẽ hy vọng rằng là sẽ vượt được cái vùng khoảng 1290 này, đúng không ạ, và tiệm cận lên cái vùng khoảng 1310, và index tiếp tục xu hướng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không loại trừ cái khả năng là nó sẽ phải chỉnh để nó đi lên bền vững hơn, thì nếu mà có chỉnh chúng ta sẽ cân nhắc quan sát những cái vùng khoảng 1250, loanh quanh vùng này, nếu mà thủ 1250 thì có thể nó sẽ về vùng sâu hơn là 1220 để chúng ta bắt, đúng không ạ? Bởi vì là mình thấy là cũng chưa thực sự là có dòng nào nó khỏe trong nhịp này, dẫn dắt trong nhịp này, cho nên là chúng ta thiên về xu hướng là thận trọng nhiều hơn và giữ cái tỷ trọng đâu đấy khoảng 50-70% cổ phiếu, mình nghĩ là hợp lý. Và đó là toàn bộ cái phần chia sẻ của mình trong cái buổi ngày hôm nay, nhận định rất là nhanh về cái xu hướng thị trường chung và cái sau lễ sẽ như thế nào. Hy vọng là cái phần chia sẻ này có ích cho anh chị em và chúc anh chị em một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, và đừng quên subscribe ủng hộ Take Profit để sớm đạt nút bạc YouTube nhé.